Vụ cháy ở chung cư Carina, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hơn một năm nay. Thế nhưng mối lo về cháy nổ ở các khu chung cư thì chưa bao giờ hết nóng với người dân sinh sống ở các khu đô thị. Nhất là trong những ngày gần đây, nắng nóng ở nhiều nơi khiến cho nguy cơ cháy nổ ngày càng cao. Thay vì lo lắng thì giờ đây nhiều người dân khi tìm mua chung cư đã đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Và điều này cũng đang được các chủ đầu tư nhìn nhận như là một vấn đề lớn khi phát triển các dự án nhà ở. Muốn tìm hiểu một căn hộ chung cư để ra ở riêng, vợ chồng anh Trung băn khoăn rất nhiều thứ, từ tài chính, tiện ích, đơn vị phát triển cho đến đơn vị vận hành. Nhưng băn khoăn lớn nhất của vợ chồng anh vẫn là giải pháp nào an toàn nhất khi chung cư có hỏa hoạn xảy ra. Trước đây nó cũng có một số cái hiện tượng là như kiểu là chung cư Bắc Hà hay là Carina ở trong Sài Gòn nó có hiện tượng cháy, cho nên là ngoài cái vấn đề về vị trí rồi giá cả và uy tín của chủ đầu tư ra thì gia đình tôi cũng muốn tìm một cái chung cư cho nó thực sự là an toàn về vấn đề về phòng chống cháy nổ, để mà khi cái trường hợp mà nó xấu nhất có thể xảy ra thì để mình đảm bảo được tính mạng an toàn cho tất cả những người thân trong gia đình. Theo các đơn vị kinh doanh bất động sản, sau một số vụ cháy ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, giao dịch chung cư có phần chậm lại và gần đây mới sôi động trở lại. Phân khúc bình dân của người dân ít hỏi mua, trong khi phân khúc cao cấp nhu cầu lớn hơn, chiếm tới 70% tổng toàn thị trường. Về vấn đề an ninh an toàn, người mua nhà đã trở nên thận trọng và khắt khe hơn. Cái mà phân khúc mà bất động sản chung cư ấy vẫn là một cái nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên những cái bất động sản chung cư mà được hệ thống phòng cháy chữa cháy tốt, nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn của nhà nước, và thứ hai nữa có những cái hệ thống quản lý vận hành tốt và có những hệ thống phòng cháy chữa cháy nâng cấp thêm thì sẽ là những cái mà tạo hiệu ứng rất tốt đối với nhà đầu tư, người tiêu dùng. Sự chuyển biến của người mua nhà khiến các chủ đầu tư thay đổi tư duy. Tại dự án chung cư cao cấp The Legacy ở Hà Nội, ngoài các ưu điểm như hệ thống nước sạch tại vòi, bốn giếng trời đảm bảo thông thoáng, hệ thống thoát hiểm được chủ đầu tư bố trí bằng hệ thống thang cơ, được thiết kế lắp đặt bởi chuyên gia Nhật Bản. Theo đó, ở ban công mỗi căn hộ đều tiếp cận cầu thang này. Khi có cháy nổ, hệ thống thang cơ của Nhật Bản sẽ kích hoạt giúp người dân thoát khỏi hỏa hoạn an toàn. Ở Nhật Bản từ 50 năm trước, chính phủ đã quy định phải có thang này được sử dụng tại các chung cư tại luật phòng cháy chữa cháy. Do vậy, toàn bộ các chung cư đều sử dụng thang thoát hiểm bằng cơ. Ở Việt Nam cho đến nay, chưa có dự án nào sử dụng hệ thống thang máy này. Dự án The Legacy là dự án đầu tiên. Chúng tôi hy vọng thời gian tới Việt Nam sẽ luật hóa việc bắt buộc sử dụng hệ thống thoát để đảm bảo tính mạng cho người dân sinh sống tại chung cư. Theo thống kê, riêng năm 2018, cả nước có hơn 3.000 vụ cháy lớn nhỏ, trong đó có hàng chục vụ cháy chung cư xảy ra. Thiệt hại gây ra lên đến 73 người chết, gần 1.600 tỷ đồng về tài sản. Điều này đang đặt ra yêu cầu lớn cho mỗi chủ đầu tư từ khâu thiết kế, thi công các công trình nhà ở. Cùng với đó là ý thức của cư dân, ban quản lý các chung cư khi vận hành phải luôn đảm bảo các giải pháp an toàn, tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra.